Chào các bác nhá. Chào mừng anh em đến với shop online Tân Ánh nhá. Đến từ Nhà Nam, Tân Yên, Bắc Giang. À, bây giờ là đang mùa chính vụ ong rừng nhá. Bắt ong rừng. Quần áo bảo hộ, một mặt hàng shop bán rất là chạy. À, các bác thấy này. Lần này hàng về rất là nhiều nhá. À, cả gần 100 bộ luôn. Đây. Đủ để phục vụ cho anh em nhu cầu. Phục vụ nhu cầu của anh em toàn quốc, ba miền Bắc Trung Nam. Đâu đâu cũng ship một tới nơi nhá. Một bộ quần áo bắt ong rừng cao cấp nhất. Đây. Cao cấp nhất này. Đây. Người mẫu của shop đã mặc sẵn cho các bác xem nhé. À, chất liệu là bằng da. Bằng da này. Các bác hình dung ra là giống với lại da bỏ yên xe máy. Ở ngoài có nắng lớp nhựa rất là mềm. Găng tay được may liền với áo, may liền luôn nhé. Găng tay cực dày luôn. À, các bác bắt ong bò vẽ, ong bò rời thì không phải suy nghĩ. Còn khi làm ong đất thì phải trang bị thêm cho mình một găng tay ở phía trong. Cái loại ong bạc chán thì nó quá nguy hiểm rồi, các bác đã đủ biết nó rồi nhá. Còn phần thân áo này, tất cả may liền luôn, quần áo và ủng cũng là ủng bảo hộ rất là dày nhá các bác nhá, ủng bảo hộ rất là dày. À, cả bộ này ấy, nó chỉ hở có một đường kéo này thôi để cho các bác rút mặt này, và cái đường kéo này ấy, là có khóa và được bảo vệ bằng nguyên một cái đường dán này nhá. Các bác nhìn này, dán nguyên một đường luôn. Khi các bác mặc ấy, các bác mở được khóa này ra và mình sẽ mặc được. Còn ngoài ra là sẽ kín đáo tuyệt đối 100%, không còn chỗ nào hở nữa nhá. Đấy, không còn chỗ nào hở nữa. Đây. À, bộ này đây. Chất liệu bằng da, may liền. Đường may cũng rất là dai. Và ưu điểm của bộ này ấy, khi mà các bác mặc đồ bảo hộ này ấy, thì phải chấp nhận nó nóng. Nhưng cái bộ này cũng rất là thoáng, nó có nhiều ô thoáng này. Phía sau lưng là một ô thoáng to nhất. Ô thoáng đợt này thì đã được làm cải tiến, đó là bằng cái lưới bồng lưới xù, kiểu như là cái lưới vỏ lưới bọc yên xe máy ấy. Vỏ lưới ngày xưa một thời mọi người dùng rất là nhiều ấy, là nó bồng nó cao lên cả đến hơn 1 phân, là nọc ong có dí vào đây cũng không qua được chỗ này nhá. Đằng sau lưng 1 ô, phía sau gáy 1 ô, trên đầu có 2 ô nhá, trên đầu 2 ô. Riêng bộ quần áo này, các bác khi mặc các bác phải lưu ý là phải đội cái mũ bảo hộ phía trong nhé, phải đội mũ bảo hộ phía trong. Thế còn trường hợp mà mình trèo cây làm ong bò rời thì mình sẽ đeo thêm kính để chống ong đấy, đeo thêm mặt nạ theo kiểu chống độc để nhiều khi là ong đấy là rất là nguy hiểm. Đây này, mặt nạ chống độc như này để mình tránh phải hít phải nước đáy của ong nhé. À, và cái kính chống ong đá này nữa nhé. À, thế còn các bác làm ong bạc chán, ong đất thì các bác bổ sung thêm đôi găng tay này vào nữa thôi. Tốt rồi nhá. Các bác lưu ý kỹ là phải đội chiếc mũ bảo hộ nhá. Chiếc mũ bảo hộ ở trong bộ nó như này này. Như này. Có thể là màu đỏ hoặc là màu vàng, nhưng các bác lưu ý khi mặc bộ này là phải đội mũ này vào nhá. Thì để cho đảm bảo an toàn cái ô thoáng ở trên này này. Và nó đưa những đai trước mặt cho mình này. Chúng ta giữa mặt mình để nhìn cho nó dễ. Và phía trước tiếp tục có 2 ô thoáng nữa các bác nhá. 2 ô thoáng bằng lưới bồng dày. Và phía dưới gối mỗi bên có 1 ô, thì các bác mặc bộ này cũng khá là thoáng đấy, không lỗi nóng lắm đâu. Và thứ hai nữa là cái găng tay này dưới này ấy, là nó đổ có độ nhám, thì các bác trèo cây nó rất là bám nhá, trèo cây rất là tốt đấy. Cái này dành cho anh em bắt ong bò rời, ong đất được luôn nhá. Đây. À, đối với quần áo bắt ong này nhá thì sẽ có 3 size cơ bản cho các bác lựa chọn, đó là size 42, size 43 và size 44 nhá. À, size 41 thì sẽ rất là nhỏ, các bác sẽ không mặc được đâu. Cả như to đây này cũng nhỏ con. Dưới 50 cân trên mét 6 một chút mà mặc size 41 được cũng không mặc được. Các bác ít nhất phải là mặc size 42 đến size 43. Size 44 thì các bác tùy ở cái chiều cao và cân nặng. Khi các bác đặt hàng ấy, thì các bác vui lòng cung cấp kỹ cho shop để shop lấy cho bộ cho các bác được cái bộ ưng ý nhất nhé. Đây. À, số điện thoại của shop đây, các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với số điện thoại của shop nhé. À, ship hàng thì luôn luôn là ship hàng COD. Ở đây thì mới có 4 số thôi, đây bổ sung thêm mấy số nữa này, các bác cứ liên hệ đi, gọi số này không được thì các bác gọi số khác nhá. À, shop Tân Ánh các bác nhé, shop Tân Ánh đến từ Nha Nam, Tân Yên, Bắc Giang. À, để các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng của bộ quần áo này thì các bác không phải suy nghĩ nhá, anh em dùng rất là nhiều, các bác nhìn này, hàng và rất là nhiều nhá.
mới kéo được cái xe này về luôn. Các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng và độ an toàn. Anh em khắp ba miền đất nước rất là tin tưởng bộ quần áo này để dành cho trong cái công việc bảo hộ bắt ong nhá. Đây, các bác xem lại cái phụ kiện của bộ này giúp tôi nhá. Khi các bác đặt hàng thì các bác sẽ cho địa chỉ này, shop sẽ ship hàng sale lên về đến nhà cho các bác. Các bác nhận hàng được bóc hàng ra xem và kiểm tra thì các bác kiểm tra giúp tôi là có những cái gì là đã đủ này, thì bao gồm một chiếc mũ bảo hộ có thể là màu đỏ hoặc là màu vàng, một đôi găng tay cao su mỏng để hỗ trợ thêm cho các bác khi mà đi săn ong đất nhá, ong bạt cán đấy, một chiếc kính chống ong đái nhá, một chiếc kính chống ong đái, và một cái khẩu trang theo kiểu giống như là mặt nạ chống độc nhá các bác nhá. Đây là những phụ kiện đi theo, và các bác lấy luôn cả bỏ cái bộ này ra ngoài, bỏ ra ngoài giúp tôi kiểm tra đúng chất liệu vải dày như là shop đã giới thiệu. À, chất liệu vải ra đây, đôi ủng đây, đấy, các bác kiểm tra đúng là hàng dày chắc chắn chất lượng như là shop giới thiệu thì các bác nhận hàng và thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng luôn, và các bác xem kỹ đường may có lỗi đủ gì không thì bắt đầu các bác nhận hàng hoàn toàn miễn phí cước hết các bác nhé, hoàn toàn là miễn phí cước. Các bác có nhu cầu thì vui lòng cứ alo trực tiếp thôi. Shop ship hàng sale đây đi toàn quốc, anh em ba miền Bắc Trung Nam, mọi miền tổ quốc đâu cũng ship được tới nhá. Bộ quần áo bắt ong cho ông rừng, ông bỏ vé, ông đất năm nay giờ là đang vào mùa chính vụ, số lượng hàng và rất là nhiều phục vụ cho các bác nhá. Đây, ship sale đây nhá, các bác lưu ý này. Các bác ở đâu cũng mua được nhé. Một số anh em mua hàng trên mạng quen rồi, còn một số bác mà lớn tuổi không va chạm bằng mạng hay là gì đấy thì nó cũng hơi bất tiện, nhưng mà nó rất đơn giản thôi, là các bác chỉ cần đây, các bác chỉ cần gọi đến một trong các số điện thoại của shop đấy nhá, gọi đến một trong các số điện thoại của shop này và nói là tôi muốn mua bộ quần áo bắt ong rừng loại cao cấp màu gen di nguyên một khối ủng ngang tay quần áo may liền nhá, và cung cấp cho địa chỉ là shop sẽ ship hàng COD tới nhà cho các bác. Các bác nhận hàng, xem hàng, kiểm tra hàng xong mới thanh toán tiền nhá các bác nhá. Rất là đơn giản nhá. Rồi xin cảm ơn các bác đã ủng hộ shop trong thời gian qua nhá. Các bác lưu ý kỹ, shop Tân Ánh nhá, shop Tân Ánh đến từ Nhân Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Rồi, xin cảm ơn các bác nhá.